Xin chào bác đã quay trở lại kênh YouTube Audio. Ngày hôm nay thì em xin phép được trở lại với các bác với một bộ sản phẩm mang tên là đèn đông N9. Đây là một sản phẩm hôm nay là em về được 3 bộ và đây là một bộ full box rất đẹp. Một bác ở dưới Hạ Long đã đặt hàng em cách đây khoảng tầm 2 tuần. Thì em làm cái clip này đã rất nhiều lần em làm clip để giới thiệu về N9 rồi, tuy nhiên là hôm nay thì em sẽ không đi sâu về cái việc chức năng của N9 nữa bởi vì đã có nhiều clip review rồi. Ngày hôm nay thì mục đích của em lên trên này chủ yếu là mục đích là để cho bác khách ở Hạ Long có thể quan sát rõ hơn được cái sản phẩm mà mình sắp nhận được. Đó là bộ đèn N9 hình thức như thế nào và ra làm sao, phụ kiện ra làm sao. Thì ở đây em sẽ quay các bác xem một cái hình thức nó trước nhé. Hình thức đây thì nó là gồm có một cái cặp loa này, đến bóng piano và cả âm ly rất đẹp luôn nhá. Các bác có thể quan sát rõ. Em sẽ quay cả góc cạnh các bác xem. Đây. Đó. Quay chi tiết cả màn hình nữa. Đây các bác nhá. Hàng về thì full box đây, hộp của nó đây. Thì em đang để đây tương là con này thì hàng Nhật, điện 100V nhá, điện 100V. Quay cả mặt trên các bác xem luôn, không có vết xước luôn, có thể soi được cả gương đó, rất đẹp. Thì phụ kiện nó đây, bao gồm một dây nguồn này, anten này, khiển zin đó. Thì hàng mới về. Để cho các bác mua hàng ở nhà em, thì những bác mà chưa bao giờ mua hàng, mà chưa bao giờ đặt hàng ấy, thì các bác có thể yên tâm là khi mà hàng về ấy, thì em sẽ quay luôn, review luôn về cái hình thức cũng như là cái chất âm. Tất nhiên là những chức năng này em đều test hết rồi. Đâm ra là các bác yên tâm nhé. Sau khi mà khi về hàng về, các bác yên tâm là sẽ nhận được hàng trong một hình thức tốt nhất và cái chất lượng là yên tâm nhất. Trước khi em gửi hàng đi, em sẽ kiểm tra rất kỹ lưỡng, sau đó em mới gửi hàng đi. Do đó là khi mà cái thời gian có thể là nó sẽ hơi lâu một chút, nhận hàng nó sẽ lâu hơn, hay là lấy hàng nó sẽ mất thời gian hơn. Tuy nhiên là yên tâm là đảm bảo hàng cho các bác chất lượng và cái tính năng nó sẽ là tối ưu nhất, sản phẩm là đẹp nhất. Còn tất nhiên là cái giá cả thì sẽ là giá chung của thị trường thôi, nó không thể, không bao giờ có hàng nào rẻ và ít khi lắm. Cho nên là các bác mà có mua hàng nhà em rồi mà đã biết qua cách làm việc của em rồi thì mong là các bác hãy luôn luôn ủng hộ em và tin tưởng em đó. Thì đấy, thì cái video này của em chỉ mang tính chất là giới thiệu các bác một sản phẩm đập hộp vừa về thôi, mới, rất là mới. Em có thể nói đây là một bộ mới khoảng 90% đó. Thì bộ tiền đông đầy N9 và sử dụng điện 100V nhé. Cái video này của em thì xin phép dừng lại tại đây và em sẽ phải là bây giờ đã là buổi trưa muộn rồi, em cần phải đóng hàng luôn để gửi hàng đi luôn cho kịp, bởi vì là rất nhiều việc nữa. Em đã hứa hẹn với các bác là sẽ đưa lên những cái video, những cái sản phẩm tiếp theo, những đôi loa mới về bên em. Thì em sẽ phải kết thúc cái video này tại đây và hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo cho những sản phẩm mới vừa về. Em sẽ update dần dần và từ từ các bác nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.